Mình thấy các bạn đến với lãnh địa Samsung nha. Bữa nay giọng mình đã trở lại rồi nha anh em. Lên sóng cùng anh em Galaxy Note 20 Ultra, màu trắng bạch kim luôn nha anh em. Màu này là cực kỳ là chất chơi luôn nha. Dòng này là hỗ trợ 3 màu, màu này màu đồng với màu đen. Trên tay mình là Galaxy Note 20 Ultra màu trắng. Đây, con này là bản 5G luôn nha anh em. 20 Ultra 5G. Màn sáng đẹp nha, màn nói chung là nhìn là thích liền. Cấu hình thì cực kỳ cao rồi anh em. Con này là xài màn hình 120Hz. Đây, tốc độ 120Hz, vân tay trong màn hình. Màn hình nó là 6.9 inch nha anh em. Chuẩn 2K luôn nha. Màn hình bo tròn nhìn cực kỳ chất luôn nha. Con này thì còn giữ nguyên thiết kế chắc tới năm 2025 luôn anh em. Giờ nó chỉ thay đổi thiết kế cụm camera sau thôi. Đó, bữa nay mình bán con này tới anh em giá chỉ có 8.8 triệu thôi nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em. RAM 12GB luôn, chip 865 lút luôn nha, bộ nhớ 256GB nha. Anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em.